Nhưng xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Phiên hôm nay là phiên buổi trưa ngày 24. Ngày 24 tháng 4 năm 2024. Hôm nay thì em shop nhà em lại tiếp tục cập bến cho anh chị rất là nhiều những mã sản phẩm mới để cho anh chị sưu tầm nhé. Và số điện thoại cũng như là số Zalo để anh chị kết nối đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Lộc Hải Dương. Và tất cả những sản phẩm hoa lan nhà em báo là chưa bao gồm tiền phí ship ạ. Nhiều anh chị thì hỏi bên em có miễn ship hay không, thì cũng chia sẻ luôn với tất cả các anh chị là tất cả những anh chị mua ở đâu cũng vậy thôi, là không được bao ship. Còn nếu mà đã bao ship rồi thì nó phải nằm trong cái chương trình, ví dụ như anh chị đặt số lượng nhiều hoặc là mặt hàng nào mà anh em chạy chương trình bao ship thì em sẽ bao ship, nhưng anh chị phải đặt theo đúng cái quy định của bên shop. Và hôm nay nhá, các đơn hàng từ 1 triệu trở lên bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc nhá. Các đơn hàng từ 1 triệu trở lên. Đấy, còn đâu là một số mặt hàng trừ dưới 1 triệu vẫn sẽ được miễn ship, nhưng mà anh chị phải đặt theo đúng cái quy định của trong từng mặt hàng ạ. Và hàng hôm nay thì về rất là nhiều loại nên em xin phép là sẽ đi luôn vào những sản phẩm trong phiên ngày hôm nay luôn. Đó. Và trước tiên thì em sẽ giới thiệu đến những cái bộ sản phẩm máy tế lan nhá. Và ngoài ra thì bên shop em có cung cấp thêm cả những sản phẩm phân thuốc cho hoa lan nữa. À đây, hôm nay về thêm những cái lô Zaza mini, phải nói là quá trời là nhiều thân luôn và rất là đẹp nhá anh chị nhá. Cái lô Zaza hôm nay phải nói là đẹp mà rất là đáng để sưu tầm anh chị ạ. Đẹp cực kỳ luôn anh chị, mới về thêm này. Đó. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị đến cái bộ sản phẩm máy tưới lan của nhà em ạ. Bộ sản phẩm này nhà em luôn luôn sẵn hàng các anh chị nhé. Khi anh chị chăm sóc hoa lan mà muốn tìm kiếm một cái bộ sản phẩm nào để tưới cây, cũng như là tưới phân thuốc, tưới cây cảnh, thì nhà em luôn luôn sẵn cho anh chị một cái bộ sản phẩm rất là tiện ích. Và cái bộ này em bán cách đây tầm 5 năm rồi, và đến tận bây giờ, duy trì đến bây giờ thì nó là một cái bộ sản phẩm mà bền nhất và khách hàng phản hồi tích cực nhất đối với cái bộ sản phẩm này. Và nhà em có chương trình bảo hành cho khách hàng ạ. Nên là rất là nhiều khách hàng hỏi là sao bên kia người ta bán giá tương đây, người ta rẻ hơn có thể một vài chục nghìn thôi, nhưng mà để mà nói về cái chế độ bảo hành ấy, thì anh chị chắc chắn anh chị là bên em sẽ bảo hành cho anh chị đến khi anh chị dùng hỏng thì thôi ạ. Ví dụ như là cái bộ bảo hành trong vòng đổi mới trong vòng 3 tháng, còn ví dụ trong quá trình sử dụng mà sau này anh chị dùng mà nó bị có vấn đề thì bên em vẫn có những anh kỹ thuật, anh ấy tư vấn cho anh chị, hỗ trợ thêm. Đấy. Và bộ này cùng với những linh kiện như sau. Thứ nhất là một cái bảng điện, nó sẽ có một cục đổi nguồn và cục motor. Hai cái cục này như em đã nói là sẽ được bảo hành trong vòng 3 tháng, tức là trong vòng 90 ngày sử dụng kể từ ngày các bác mua hàng, mà một cục này nó bị cháy này hoặc cái này nó không lên nước, bên em sẽ đổi mới cho anh chị, và mọi chi phí đổi mới bên em sẽ phát sinh, bên em sẽ chịu nhá. Đấy, dây này là dây dẫn nước ạ. Dây này dây dài 10m, có bộ dây 15m, 20m, cái này là tùy nhu cầu sử dụng của anh chị. Đấy, 15, 20m thì anh chị cộng thêm tiền dây thôi. Đây là một cái cần. Cần này là cần inox này. Cần inox nó sẽ cắn được vào cái khóa này. Cái này em tháo ra để cho nó gọn thôi. Đấy, anh chị vào lắp cho em ở đây. Và cái cần inox này thì nó có điều hay là cái này là thu gọn được có 50cm và kéo dài ra tận 2m nhá. Nên tất cả những cái cây mà ở trên cao hoặc là ở xa, anh chị có thể kéo dài cái cần này ra và mình tưới được rất là dễ dàng. Đấy, cái cần này em thấy là rất là tiện ích. Và cái bát này là bát hồng, bát tưới lan này. Bát này 8 lỗ này, tưới rất là tơi. Còn cái bát màu trắng này, bát này em tặng kèm thêm nhé. Mua cả bộ thì em mới tặng kèm thêm. Còn bình thường là các linh kiện này nhà em bán lẻ. Tất cả các linh kiện anh chị mua lẻ bên em có bán. Còn cái bát này là tặng khi anh chị mua cả bộ. Đấy, cái bát này là có tác dụng là tưới phân thuốc. Thì một cái bộ sản phẩm này vừa tưới lan lại vừa tưới phân bón, nó rất là đa chức năng. Đấy. Và cái bộ này rất là an toàn, bởi vì có một cái cục đổi nguồn này. Thông qua cục đổi nguồn này rất là an toàn, sử dụng cái nguồn điện 220V của mình nhá. Và giá một bộ sản phẩm đợt này đang có chương trình là khuyến mại miễn phí ship vận chuyển nhá. Và giá một bộ 10m như em đang giới thiệu là 480.000, bộ 15m là 530.000 và bộ 20m là 580.000 ạ. Và đây là cái chương trình lớn nhất mà được bao phí ship nhá. Trước đây anh chị mua máy bơm là phải trả tiền phí ship ạ. Cái này là phục vụ cho anh chị mùa hè. Đấy, nhu cầu tưới lan mùa hè rất là cao. Và nếu mà anh chị không cung cấp nước đầy đủ ấy, cây có thể bị top teo và cây nó có thể là không được mướt mát. Cái này là do là cung cấp thiếu nước ạ. Đó. Và cái bộ này thì em đã giới thiệu chi tiết như thế rồi. Và bây giờ em giới thiệu đến các sản phẩm hoa lan trong phiên ngày hôm nay ạ. Hai trầm rừng, trầm tím, trầm trắng thì có một cái loại đột biến, đó chính là cây trầm 6 mắt này anh chị này. Đấy ạ. Cái lô trầm 6 mắt thì có khá là nhiều anh chị hỏi là bao giờ hàng về, anh chị muốn sưu tầm hàng giống. Và hôm nay đây ạ, khuôn bông đã nở ra cho anh chị xem được cái mặt bông của trầm 6 mắt ạ. Những cái nụ hoa tím lịm này cũng đang chuẩn bị nở này. Đấy. Và cây trong lô này thì tình trạng là
có một số cây đang nhú nụ này, có một số cây ví dụ như những cái thân này là đang thắt ngọn xuống lá, đây là những cái lá vàng là xuống lá để chuẩn bị nhú nụ hoa. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một cái bảng chầm 6 mắt như thế này. Đây ạ, cả nhà nhìn kỹ cho em nhé, một bảng chầm 6 mắt trung bình như thế này. Đấy, cả nụ, cả hoa, cả ki. Em bán cho anh chị với giá là 110.000 đồng ạ. 110.000 đồng một bảng chầm 6 mắt nhé. Hôm nay anh chị làm mua 3 bảng em tính là 300.000. Đấy, 3 bảng thì 300, còn mua lẻ là 110.000 đồng một bảng. Đây ạ, một bảng chầm 6 mắt. Nó là cái dòng chầm đột biến anh chị ạ. Bông của nó đây, hoa rất là đẹp, hoa tím lịm. Đó, rất là đẹp, rất là thơm. Đó, chầm 6 mắt hoa thơm. Em xin phép giới thiệu cho anh chị cái lô ra ra nhà em vừa về thêm ạ. Hôm qua thì em có về tầm khoảng 30 cây thôi, nhưng mà hết sạch sành xanh luôn. Hôm nay em về thêm một lô hàng mới nhé. Và cái lô ra ra này tại vì sao nó lại chạy hàng như thế ạ? Cả nhà nhìn đấy ạ, nụ hoa ra ra đang lên rất là đẹp này anh chị này. Và bụi lần này bụi rất là to mà cây xanh mướt mượt mượt luôn. Đấy, cả nhà nhìn cho em cái lô ra ra cực kỳ là chất lượng. Rất là hiếm khi có một lô ra ra nào về đẹp như vậy ạ. Và ra ra mini thì nó nhiều màu sắc lắm anh chị ạ. Đấy, những cái bông mà nó bói ra thì cũng có những nhiều màu sắc khác nhau. Và khi gửi đi thì em cũng sẽ lựa cho anh chị những cái màu đó, nó khác nhau một chút để mọi người sưu tập cho thành một bộ sưu tập nhé. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu da da mini đang có nụ mà đẹp như thế này ạ. Với giá bao nhiêu ạ? 60.000 đồng một chậu thôi, anh chị không nghe nhầm đâu ạ. Có 60.000 đồng một chậu. Cái lô hàng này là cái lô hàng vô cùng là chất lượng, mà anh chị em nghĩ là nếu mà không sưu tầm lô này thì rất là hiếm có một cái lô nào da da mà to bụi nhiều thân như thế này đâu ạ. Cây thì xanh, cây thì mướt mà cây rất là tươi tắn ạ. Hàng mới về nha anh chị nhá, 60k một chậu thôi. Kiều vuông nhá, kiều vuông Thái ạ. Đây là những cái bảng kiều vuông của Thái. Bình thường là kiều vuông thì em có rất là nhiều loại, kiều lục bắc, kiều rừng, kiều vuông. Nhưng mà đây là hàng những cái bảng kiều của Thái Lan này. Đấy, người ta ghép lên trên bảng như thế này này. Đấy, cả nhà về thì anh chị chỉ treo lên là anh chị chăm thôi. Toàn bộ là thân tơ hết anh chị ạ. Em bán cho anh chị với giá là 120.000 một bảng thôi ạ. 120.000 một bảng kiều, kiều vuông của Thái nhá. Kiều vuông Thái. Đai Châu, đây là dòng Đai Châu Thái. Và hàng nhà em thì có phân loại mặt hoa. Và hôm nay thì các em có những cái màu như sau để cho anh chị sưu tầm này. Đầu tiên là cái màu bò sữa này. Bò sữa thì em có duy nhất 3 cây thôi ạ. Đấy, bò sữa 220.000 đồng một chậu bò sữa nhá. Sang bên đây là cây đỏ tím. Cây đỏ tím ạ. Cây lá xếp rất là đẹp. Đỏ tím, bông hoa của nó như trên màn hình anh chị này. Loại này lá 250.000. Thôi hôm nay em sẽ sale anh chị cái đỏ tím là 230 nhé. Bình thường là 250. Hôm nay giảm giá là 230.000 này. Tiếp theo là cây màu cam. Cam này là màu cam đỏ. Hoa của nó rất là thơm. Cam đỏ cây to. Cũng 220.000 đồng một chậu cam đỏ cây to ạ. 220. Và riêng châu thì em ấy có chương trình là mua 3 chậu Đai Châu và miễn phí ship vận chuyển ạ. Cập bến Đai Châu trắng ạ. Đai Châu trắng ạ. Rất là nhiều khách hàng hỏi là về Đai Châu trắng chưa. Thực ra đối với màu hoa thì cái màu trắng nó rất là thơm anh chị ạ. Những dòng Đai Châu của Thái này. Và cây trắng ngày hôm nay này, lá xếp như lá rẻ quạt luôn. Cực kỳ là đẹp. Khách nhà em hỏi rất là nhiều. Và hôm nay thì một chậu Đai Châu trắng to mà nhiều cặp lá này em bán cho anh chị 150.000 đồng một cây thôi ạ. Riêng Đai Châu mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship 150.000. Đai Châu hồng cánh sen hôm nay em về một lô mới toanh anh chị nhá. Đây ạ, cả một cái dãy Đai Châu hồng cánh sen vừa mới về đấy ạ. Và bảo hành cho anh chị chuẩn hoa hồng cánh sen luôn. Bởi vì cái lô trước cùng vườn này ấy cũng có một số cây nó bói hoa và mặt hoa của nó anh chị đã biết rồi. Và hôm nay thì một cái cây lá xếp đẹp như thế này. Và tình trạng cây đây, anh chị ngắm cho em này. Lá xếp đẹp, rất là đẹp luôn. Và giá hôm nay chỉ có 150.000 một cây nhá anh chị nhá. 150.000 một cây hồng cánh sen thôi ạ. Lô đợt này nhập được số lượng nhiều nên giá nó rẻ, chứ giá cũ là 170 đấy ạ. 150. Và anh chị mua 3 cây hồng cánh sen em sẽ miễn ship nhá. Đai Châu Super Red ạ, một trong những dòng Đai Châu phải nói là siêu to bự và hoa của nó thì siêu đậm đà. Đây ạ, những cái ngồng hoa năm vừa rồi này, nở hoa xong là cắt ngồng đi ạ. Cây hôm nay thì em có duy nhất 5 cây to đùng nha anh chị nhá. 5 cây to đùng và hàng rất là đẹp nhá. Đẹp lắm anh chị ơi, 5 cây siêu to bự. Và em để cho anh chị chỉ có 480.000 đồng một chậu Super Red siêu to đùng này. Hoa đỏ đậm vòi rất là dài. Đây như chậu này năm ngoái 5 ngồng hoa này. Còn một ít châu giống này anh chị này. Chậu thì nó sẽ trung bình tầm 2 cây trong một chậu này. Đấy, châu giống nha. Cũng có cây thì chậu thì 3 nhưng mà số lượng 3 cây thì không có. Chỉ có 2 cây là đều đúng rồi. Đa phần là 2 cây thôi ạ. Em còn tầm khoảng hơn 20 chậu. Em sẽ xả cho anh chị với giá là 19.000 đồng một chậu nhá. Hàng này là hàng 25.000 của em. Hôm nay xả 19.000 đồng một chậu châu nhá. Cái hàng này 10 chậu là có anh chị là có
10 chậu với giá 190.000 là có tận 20 con, bởi vì một chậu là chậu đôi. Đó. Chậu đôi. 19.000 một con ạ. Đổ bộ thêm một lô Denso nắng ạ, và đây là chậu phi 18 và hàng thuần than nhé. Cả nhà nhìn cho em này, tất cả là bầu này là bầu size to. Lần này thì duy nhất có 3 loại là Pensoda xưa, bò tím và King Ba. Ba cái loại này cũng là cái ba loại hôm trước em bán rất là chạy hàng. Ví dụ như là cây Pensoda xưa này có khách lấy 4 chậu này anh chị này. 4 chậu Pensoda. Nói chung là lô thuần than mà giá như vậy thì rất là rẻ. Em bán đồng giá tất cả những chậu này với giá là 150.000 thôi anh chị ạ. Anh chị nào mà mua Tết này, mua năm ngoái này với giá 200.000, hôm nay thì mua được cái mức giá mà anh chị thấy rẻ nó không tưởng luôn. Đây ạ, đây là Pensoda xưa, một trong những dòng Dendro hoa thơm ạ. Đó, dòng này mà chậu phi 12 cây đó chỉ bé bằng gang tay đổ lại thôi mà chậu ít, rất là ít thân. Nên lý do tại sao là chậu phi 18 em vẫn ưu tiên anh chị là lấy cái loại phi 18 là của dòng Pen này. Một số cây thì đang nhú nụ nhưng em có rất là nhiều cây còn đang đứng ngọn chuẩn bị nụ hoa như thế này. Mình cứ chọn cho những cái cây mướt nhiều thân là được nhá. Sang bên đây là bò tím này, bò tím cánh xoắn lá mít, và dòng bò tím này thực sự các anh chị là cũng là hàng thuần than và chậu phi 18, cây nó to, nó cao và hoa của nó màu tím đậm ạ. Bò tím này em bán 60.000. Và cuối cùng đó chính là lô King Ba. King Ba cũng là chậu phi 18 ạ, chậu nhiều thân. King Ba rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Thân này, mầm này, số lượng thân trong một chậu rất là nhiều thân luôn. Đấy. King Ba cũng 150.000 thôi ạ, 150.000. Và tất cả những cái hàng này đã hôm nay là được cái mức giá rất là yêu thương ạ. Chỉ có 150 một chậu nhá. Ba loại hàng thuần than. Tóc tiên hương dừa, một trong những sản phẩm lan mật với hương thơm rất là ngọt ngào anh chị này. Hôm nay thì em lại tiếp tục về thêm một lô hàng mới, và chậu toàn bộ hôm nay cũng đều là những chậu size to và cây đang có nụ hoa nhá. Ví dụ như những có những cái chậu thì nụ hoa của nó đã phân rất là rõ rồi, cũng có chậu thì nụ hoa của nó với nách nách ở trong những cái búp này này anh chị này. Cái búp mới đang nách ra những cái nụ này. Đấy, anh chị nhìn thấy chưa? Và hoa của nó là màu đỏ rất là thơm, rất là đẹp. Đây ạ, bông này. Dòng này thì bông của nó thì cũng nhỏ xinh thôi ạ. Nhưng mà quan trọng nhất là cái dòng này là dòng chơi hương cực kỳ là tuyệt vời. Và hôm nay thì hàng em vẫn tiếp tục là những cái chậu hàng VIP size to, chậu nhiều thân. Và rễ của nó rất là khỏe. Như hôm qua em nhấc cái chậu này lên ạ, bộ rễ của nó rất là khỏe. Anh chị về chơi thì anh chị cứ chơi hoa xong, anh chị nhấc luôn cả cái bộ rễ bầu ấy ra cho sang chậu và cho thêm giá thể vỏ thông mà nó ổn định giá thể rồi, nên là trồng rất là dễ dàng. Em để cho anh chị một chậu tóc tiên hương dừa ngày hôm nay với giá chỉ có 190.000 đồng một chậu ạ. Toàn bộ là đang có nụ hoa và hàng này nhà em bán rất là nhiều luôn ạ. Khách hàng đang rất là yêu thích cái dòng hương thơm của nó ạ. Một dòng hoa thơm nữa hôm nay em chia sẻ đến cho anh chị, đó chính là những cây tóc tiên hay gọi là đuôi chuột nhé. Đây là dòng tóc tiên đuôi chuột, còn có một loại tóc tiên hương dừa là loại khác anh chị này. Một chậu này chủ yếu là nó sẽ phát triển là cả rễ này và cả cây này, nó đẻ cây như thế này. Đấy, một bảng như thế này và cái bông hoa của nó như thế nào, mời anh chị cùng ngắm qua những cái hình ảnh sau đây. Dòng này nó có cái móc thôi ạ, anh chị về treo cái bảng này lên và nó có cái móc treo này. Đấy, đến mùa hoa thì hoa của nó nở rất là sai và dòng này thuộc dòng hoa thơm nhé. Thơm lắm đấy anh chị ạ. Đó. Đây ạ, tóc tiên này, bông hoa của nó này. Cái này anh chị có thể cấy lên trên gỗ cũng được. Thì lúc màu hoa thì cái hoa của nó rất là sai và rất là đẹp. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một cái bảng tóc tiên. Đó. Trung bình một bảng nó sẽ là như thế này anh chị này. Đây có cái móc anh chị treo lên. Đó, đẹp chưa? Và một cái bảng tóc tiên ngày hôm nay hoa thơm em xin phép chia sẻ cho anh chị với giá là 130.000 đồng một bảng nhé. 130.000 đồng một bảng tóc tiên đuôi chuột ạ. Denso nắng chớp bịp nhá, em còn duy nhất 3 chậu à 5 chậu chớp bịp thôi cả nhà ơi. Đây ạ, cho anh chị xem cái màn hoa của chớp bịp này, bông hoa của nó này, rất là sai bông nhá. Vòi dài, rất là đẹp đấy ạ, bông chớp bịp đấy ạ, chuẩn hoa chưa ạ? Đó. Và hôm nay thì em sẽ đánh theo mã nhá. Và giá hôm nay thì gần như là giá đã giảm rồi ạ. Những cái mã này trước đây là 220 hết, hôm nay em sale hàng 200 này. Mã B1 nhá. Cây này thì hôm nay thì bán gần hết rồi nên em sẽ bán cái chậu hoa này đi. 200.000 ạ, chậu B1 đây ạ. Nở hoa rồi. Và đây mầm đang lên này. Đó, B1 200. Mã B2 thì thân tơ mập hơn. Đấy. Mã này thì đây cây của nó vẫn tiếp tục đang đi ngọn ở thân này và thân này đang nhú nụ này. Cái thân này là đang nhú nụ này. Đấy. Cho anh chị xem nhá, đang nhú nhú cái nụ nhỏ nhỏ này trên đầu ngọn này. Và mầm tơ đây, mã B2 là 200.000 nhá. Mã B3 chớp bịp cũng 200.000. Con này đang chuẩn bị nhú nụ ở trên đầu ngọn cây tơ này. Thân này rất là mập luôn. 200.000 chậu B3. Mã B4 cây này cũng 200.000 nhá. Một mầm tơ, hai mầm tơ đã đi ngọn này. Thân này năm đợt vừa rồi ra hoa rồi này. Đấy. 4 thân, chậu này cũng 200. Và B5,
Mã B5 thì có một cái thân này vừa rồi ra hoa. Đây anh chị nhìn này, cái hoa trên đầu ngọn đây. Còn riêng cái thân này á, cái thân tơ của nó cao bằng 2 gang tay, vẫn tiếp tục đang đi ngọn. Chậu này em để cho anh chị 180 nhé. Đây có duy nhất 5 chậu chất bịp, hết hàng rồi ạ. Lên cho anh chị một số những mã trầm tím ạ. Và tầm này thì bây giờ trầm tím rừng nó đang có nụ hoa và đang bói ra những bông hoa như thế này ạ. Bông hoa màu tím đậm luôn. Đây anh chị ơi, hoa rất là thơm. Và đây, hôm nay thì em chia theo từng lô như thế này. Anh chị chốt lô nào thì anh chị bảo em nhé. Mã M1 này. Và cái trầm này, anh chị ơi, em sẽ nói qua về cái cách thức trồng này. Trầm này thì thường các nhà vườn người ta sẽ hay trồng theo kiểu là từng khóm. Người ta tách lẻ từng cái thân này ra này, xong rồi nó lên mầm gốc này, xong người ta trồng. Chính vì thế mà cái trầm nó rất là dễ trồng như thế ạ. Đó, đây là những cái khóm này, là những cái khóm mà nó vừa vừa xinh xinh. Và khóm nào gần như là cũng có mầm gốc anh chị nhá. Đấy. Và cái lô trầm này thì có cả lô to, lô nhỏ. Thì em quay theo từng lô. Đây là lô thân dài này. Còn đây là lô thân ngắn này. Lô ngắn thì là 100.000 một lô. Còn lô thân dài là 200.000 một lô. Nụ chi chít luôn. Trầm tím thì rất là thơm. Và đây là trầm rừng nhá. Mã M1 này, một lô 200.000 này. Mã M1, một lô 200.000 trầm tím này. Em đã cân đối hết rồi anh chị ạ. Nên yên tâm là cây nào cũng có mầm, cây nào cũng có nụ. Mã M2 cũng 200.000 này. Mã M3 này cũng 200.000 này. Đây là những cái lô thân dài. Đấy, về anh chị thích trồng chậu hay ghép chậu tùy thích. Mã M4 này, thân ngắn hơn là 100 này. Mã M5 cũng là một lô đang nụ nhiều và mầm rất là nhiều luôn, cũng 100. Mã M6 cũng là 100.000. Mã M7 cũng là 100.000. Và mã M8 cũng là 100.000 ạ. Đây là tất cả những cái lô trầm hôm nay có. Và anh chị chốt lô nào anh chị bảo em. Duy nhất có một lô trầm có 100-200.000 là anh chị có một lô siêu nụ hoa như thế này. Đấy, đây là mỗi lô trầm rừng mà giá rất là yêu thương cho anh chị sưu tầm luôn ạ. Đó, thích ghép gỗ, thích ghép chậu, tùy thích ạ. Trầm tím hàng rừng lại về thêm anh chị này. Hôm nay em về những loại cốc hàng trầm này đang có mầm rất là nhiều. Và nụ hoa đây anh chị ơi, hoa tím lịm, tím ngắt luôn. Tuy nhiên thì lô hôm nay thì nó sẽ nhỏ hơn lô hôm trước. Anh chị nhìn cây thì sẽ biết là cái lô hàng nhỉnh hơn thì người ta đã lựa trước rồi. Và bây giờ sang chuyển sang cái lô này, người ta sắp là những cái chậu mà nó thân nó ngắn hơn, nhưng mà mầm thì nó cũng không kém anh chị nhé. Cũng nhiều mầm không kém ạ. Và hôm nay em chia sẻ cho anh chị một cái cốc trầm rừng như thế này. Em bán cho anh chị có 70.000 thôi ạ, 70.000 đồng một cốc. Và cây của nó đang lên mầm rất là đẹp, có cả nụ hoa để chơi. Và hôm nay em sẽ bán theo combo 3 cốc với giá chỉ có 200.000 nhé. 3 cốc 200.000. Và cái này chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển ạ. Trầm tím rừng. Đây. Mầm của nó đây, rất là đẹp luôn. 70.000 một cốc. Mầm hôm nay thì nó ngăn ngắn thôi ạ. Hoa nó thơm lắm. À, thì em còn duy nhất một cây trầm cổ này đang rất là nhiều mầm cốc này anh chị này. Đấy. Và có cả ki ở trên thân. Cây này thì em thanh lý cho anh chị là 120 nhá. Giá em bán là 180, nhưng bây giờ thì nó qua cái mùa hoa của nó rồi. Bán này anh chị làm giống ạ. Cái trầm cổ này là 120k. Thủy tiên đột biến hàng dề. Đây cả nhà ơi, em sẽ ví dụ cho anh chị một chậu sơn thủy tiên và một dề sơn thủy tiên để anh chị biết là một cái chậu và cái rè nó khác nhau cỡ nào nhá. Ví dụ đây là một cái chậu thuần mà em đang bán với giá là 350.000. Và hôm nay thì đây là những cái hàng rè to. Rè to này thì ra này, những cái bác nào mà thích chơi hàng khủng ấy thì anh chị chơi cái dòng rè này thì nó quá là hợp lý ạ. Và cái lô hôm nay nha anh chị ơi, tất cả cái này là cùng một vườn và cùng một lô. Và vừa rồi kể cả những bông tàn hoa này đều là những cái bông mắt y hệt đậm như thế này. Anh chị ngắm cho em cái khuôn bông nó này. Đậm cực kỳ luôn ạ. Đậm rất là đậm luôn ấy, cánh sáp rất là đẹp, bông của nó đây. Hàng này chuẩn hoa và khỏi phải bảo hành nhá. Đó. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị những cái rè này, em còn số lượng ít. Và như em đã nói rồi, đây là lô cuối cùng của sơn thủy tiên đột biến rồi anh chị ạ. Lô cuối cùng của sơn thủy tiên đột biến. Và anh chị hôm nay sẽ được mua với giá rất là rẻ. Em đã giảm giá trực tiếp trên những cái rè này rồi, bởi vì em sót lại còn vài rè thôi. Mắt đen xì xì luôn, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây những cái bông này sắp tàn hoa này. Đấy, những cái hàng đột biến thì tàn hoa thì đây cái họng của nó anh chị nhìn này. Nó sẽ có một cái màu khác so với cái hàng cánh của nó. Đó, ở nhà nhìn nhá. Ví dụ như thế này. Mã A1 này là một cái rè sơn thủy tiên đột biến. Rè này hôm trước em bán 220. Hôm nay em đánh mã chữ A và em giảm giá trực tiếp là còn 190.000 nhá. Một cái khóm to này, chẳng qua là cái giả hành của cái khóm này là nó hơi top. Thật sự là so với tất cả những khóm kia thì giả hành nó căng thì nó nặng cân, nhưng riêng giả hành này nó bị top thân đấy. Thì nó hơi còi thì nó rất là nhẹ cân. Chứ nếu mà cây này á mà nó thân nó căng, nó mập thì cái này cũng phải hơn 300.000, chứ không có giá là 190.000 như em đã giảm nhé. Mã A1 190 này.
Mã A2, một cái dề họng đen rất là đẹp. Dề này hôm trước em bán là 570 này, hôm nay sale cho anh chị là 520.000. Dề này gồm có hai cái mầm gốc đang lên. Anh chị nhìn cho em là hai cái mầm gốc này, rất là đẹp. 1 2 3 4 5 6. Và dề này dề thân cao nên là một cái thân này nó sẽ có rất là nhiều mắt nụ hoa. Mắt này lên, mắt này chưa lên thì nó vẫn cho hoa bình thường nhá. 520.000. Mã này mã A2. Mã A3 nhá. A3 là một cái dề hôm trước bán 430. Hôm nay em sale anh chị là còn có 390.000 thôi. Dề này ạ, đây hoa của nó nở tàn rồi ạ. Đấy, chuẩn hoa nhá, hàng này bảo hành hoa ạ. Khỏi phải lo anh chị ơi, yên tâm mua hàng em Nhung là không phải lo. Đây, ví dụ như đây là cái thân tơ chưa hoa tí nào luôn này. Cái này chưa hoa một tí nào luôn ạ. Thì anh chị mua cái dề này là anh chị, những cái thân tơ này là có thể ra hoa được tới đây. Đây này, có 390. Anh chị xem cái chậu 350 làm sao được to đẹp như thế này đúng không ạ. Đây là 390.000 nhá. Mua hàng dề nguyên này nó cũng như kiểu hàng bóc rừng của mình ạ. Hàng dề to là anh chị mua thì phải trồng rất là dễ. Đây là cây này đã 350 này và cây này dề 390 này. Đấy, để anh chị so sánh nó khác nhau chưa? Đó. Tiếp theo là giò A4 ạ. Giò A4 là 390.000. Dề này cũng bằng dề kia nhưng mà cây này thì giả hành nó cao hơn. Nó ít thân hơn nhưng nó cao hơn. Và đây như mọi người nhìn thấy đây, ví dụ như cái thân này rất là chất lượng này. Thân này nó cao 1 2 3 găng tay của em cơ. Mới lên được 2 mắt nụ mà cái thân này nó phải đến 7 mắt nụ nhá. 1 2 3 4 5 6 7 mắt nụ mới lên 2, còn 5 mắt nụ chưa hoa. Cả những cái thân này cũng thế, mắt nào chưa hoa nó vẫn sẽ cho hoa như bình thường, mắt này chưa hoa này. Dề này 390, dề này mới toàn hoa xong. Đây này, còn sót lại cái bông hoa của nó đây. Đấy, cả nhà nhìn này, cái họng của nó này. Đấy. Mã A5 300.000. A5 300.000. Mã A5. Mã A6 420, mã này hôm trước bán 490 này. Thân dài lắm ạ, 5 cái thân dài vào đây, mới lên được 1 mắt 2 mắt này thôi. 420, lô này em giảm giá gọi là rất là sâu rồi. Mã A7 đây. Dề này hôm trước bán 950 này, hôm nay sale anh chị là 870.000. Đây, một cái giò vẫn còn bông hoa còn sót lại đây, bông cánh sáp rất là đẹp luôn. Cực kỳ là yêu thương luôn anh chị ạ, mà mầm gốc của lên này. Những cái dề thường ở cái mầm gốc lên nó rất là đẹp. 1 2 còn chưa đếm được những mầm gốc khác nhưng mầm gốc này là rất ok. Số lượng thân thì nhiều vô kể luôn. 950.000 nhá. À quên, 870.000. Đây giá giảm rồi. Đây cái thân này còn rất là nhiều mắt nụ hoa chưa lên này. Vẫn còn nhiều thân tơ chưa lên hoa lắm ạ. Ví dụ như thân này. Và A8 680 giảm còn 620.000. Trời ơi cái thân này chất chưa anh chị ơi, còn nhiều mắt nụ hoa chưa lên chưa ạ. Đấy thân này này. Đấy. Thân này cũng thế này. Thân này cũng thế này, mới lên được 1-2 mắt thôi. Nào đã, đây cái thân này đằng sau thì còn đã nữa anh chị ơi. Dề này vừa với tàn hoa xong. Đây, mấy cái bông sót lại này, cái họng của nó tím tím đậm này, 620.000. A này là A8. A9, 300.000 nhá. Con này 320, sale 300. Con này có một cái thân thì rất là chất, mới lên được một ngọng hoa, còn chưa lên cái mắt nụ nào ạ. Con này 4, 3 dạ hành, 4 dạ hành gì đó. Và con A10 này 590, con này 650 sale còn 590 này. A10. Đây nụ hoa đậm này, đây vừa rất ra nó. Đấy. Con này củ giả hành rất là căng, to lắm. Cực kỳ là đẹp luôn. Con này lăng lên mầm gốc này này anh chị này. Đấy nó là hàng dề nên là mầm gốc nó đẻ rất là khỏe. Mầm gốc lên nhiều lắm. 590 A10 nhá. Đây là tất cả những cái mã sơn thủy tiên đột biến hôm nay có anh chị ạ. Nếu anh chị muốn mua những cái hàng rẻ tiền thì có thể sưu tầm những cái hàng cốc. Còn đây là những cái hàng rẻ to, rẻ khủng ạ. Rất phù hợp với những anh chị chơi hàng chất. Rất là đẹp. Mùa cuối cùng của sơn thủy tiên rồi nên anh chị nhanh tay ạ. Sơn thủy tiên đột biến ạ. Anh chị ơi, những cái chậu sơn thủy tiên này, hoa của nó là màu nâu đậm này. Đấy, rất là đẹp luôn. Căn bản bây giờ là cuối mùa hoa rồi ạ, nên là những cái bông hoa này nó không còn tròn trịa như là cái lúc ban đầu nữa. Đấy, đây cũng có những cái bông hoa đã tã tàn rồi. Nhưng mà tất cả lô ngày hôm nay đều là sơn thủy tiên đột biến nhá. Em sẽ bán cho hình như sau. Đây, tất cả những lô này là lô 350 của em ạ. Nhưng hôm nay có những cái chậu nó nhỏ hơn, em thanh lý này. Mã D5 này, một mã đang lên mầm đẹp này. Mã đậm, đỏ đậm nha. 280.000. Mã D5 sơn thủy tiên đột biến này. Mã D8 này, cây này đang lên mầm này, 340.000 nhá. Cây này thì mầm nhiều thợ hơn, mập hơn. Đây kể cả cái hoa tàn anh chị cũng kiểm tra được này. Cái họng của nó đỏ này, họng của nó đậm nó sẽ như thế này này. Đây là cái họng nó đậm như thế này. Anh chị nhìn thấy họng của nó chưa?
Đấy. Mã D9 330. Cái rề này thì nó tàn hoa, em cắt hoa đi rồi. 330, mã D9. 330. Cây này cao to, có một thân tơ để chưa hoa tí nào. Mã D10. 330 tiếp này. Mầm gốc lên từ tủa luôn, nhiều chưa? Đầy mầm gốc. Đây hoa của nó đây, vẫn còn sót vài hôm nữa cái hoa nó rụng thì nó chỉ còn cái cuống thôi anh chị ạ. Nên là em bảo hành hoa nhá. Mã D10 330, chỗ D10 để mầm nó cũng đẹp. Và mã D6 208. Những cái hàng chậu này thường là cái mầm lên nó rất là rõ, nhìn rất là rõ rồi. Đây. Còn có duy nhất 5 chậu sơn thủy tiên đột biến thôi ạ. Hoàng thảo chim lửa hay là đơn cam mặt trời ạ. Mời anh chị ngắm qua những cái tác phẩm của cái dòng này. Đây là cái dòng dáng hương mà cây của nó vẫn có thể phát triển về chiều cao nhá. Đơn cam này là đơn cam của Thái ạ, không phải đơn cam của mình. Và cái thân của nó sẽ còn rất là dài. Đấy, hoa của nó khi nở hoa nó như thế ạ, sai hoa. Đấy, dòng chim lửa là một dòng hoàng thảo. Đấy, cái này thì về các anh chị có thể ghép lên trên gỗ hoặc là trồng chậu tùy thích. Và khi ra hoa nó rất là đã. Đấy, cái này trồng chậu này, cái này ghép gỗ này. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị những cái chậu này để cho anh chị sưu tầm giống nhá. Chậu thì nó cũng không quá nhiều thân đâu. Cái này anh chị phải trồng từ những cái chậu nhỏ đấy, xong rồi nhân giống ra. Tất cả những cái hàng mà bán cho khách đều là những cái hàng từ những cái cây nhỏ nhất như thế này. Hôm nay thì lô nó có những cái bông hoa bói ra để cho anh chị nhìn được cái khuôn bông của nó ạ. Rất là đậm đà, màu cam lửa này. Sai hoa lắm anh chị ạ. Và trung bình một chậu nó sẽ là 4 thân. Tự như là 4 thân thì nó như thế này, 2 thân thắt ngọn và 2 mầm tơ. Kiểu như thế này. Đấy, nó cũng không quá nhiều thân cho một chậu. Và có thể những cái chậu mà nó nhiều thân hơn thì có cả những cái mầm ngăn ngắn ạ. Và đồng giá thì em bán một chậu chim lửa như thế này với giá là 150.000 nhá. Hàng này hôm trước bị thiếu hàng của khách, hôm nay em về thêm một lô mới ạ. Anh chị ngắm cho em cái lô này ạ. Cũng có một số cây còn đang bói ra một số những bông nụ hoa này, hoặc những cây nở hoa này. Cánh sáp rất là đẹp. Và dòng này thì là cái dòng sai bông. Phụ nữ cam lửa hay còn có tên gọi là mèo cam ạ, một trong những dòng phụ nữ phải nói là rất là mập, hoa rất là đẹp, rất là siêng bông. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu mèo cam với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 150k. Em khẳng định với mọi người là một cái chậu mèo cam hôm nay to như thế này thị trường phải bán từ 180 trở lên. Nhưng với giá 150.000 nhà em Nhung ạ, anh chị mua phải nói là được một cái mức giá rất là rẻ ạ. Chậu lùm nhiều thân nha anh chị nhá. Mèo cam Tết 200.000 một chậu mèo cam y hệt như thế này mà nó còn không được nhiều thân ạ. Hôm nay em để anh chị có 150.000 ạ. Đó. Số lượng mèo cam hôm nay về rất là nhiều, giá ưu đãi á, 150.000. Dendro Hibiki, một trong những sản phẩm Dendro với cái mặt hoa của nó là màu tím lịm. Và dòng này gần như là nó sẽ nở hoa gần như từ dắp, từ gốc lên ngọn anh chị nhá. Đây là những cái thân tơ của nó đang phát triển này. Những khi nào nó thắt ngọn nó sẽ dơ ra hoa ở trên những cái thân này. Và đây những cái bông bói ra cho anh chị xem đấy ạ. Lô Hibiki lần này rất là to. Và trước đây thì anh chị mà mua giống Hibiki, đó là một trong những cái sản phẩm Dendro với giá trị là hơi cao tiền đấy ạ. Và đến bây giờ ấy, lô này em nhập được cái mức giá rất là rẻ. Một chậu nhiều thân Hibiki này có giá chỉ có 150.000 thôi. Hôm nay anh chị làm mua 3 chậu Hibiki em sẽ ưu tiên miễn ship nhá. Dòng Dendro anh chị phải mua 10 cây, nhưng hôm nay riêng người Hibiki này em sẽ ưu tiên là mua 3 chậu em miễn ship ạ. Chậu nào chậu nấy cũng rất là nhiều thân. Và loại này riêng anh chị cấy của nó lên trên cây ạ, đến lúc ra hoa nó phải nói là một cái màu tím rất là rực rỡ. Phụ nữ sô-cô-la, hoa rất là thơm. Đây ạ, lô sô-cô-la này là hồi đầu em bán 150.000, nhưng do là bây giờ thì hoa nó cũng đã nở rồi. Và quan trọng nhất là anh chị sưu tầm cho em cái mặt hoa của nó là một cái loại hoa rất là đẹp. Bông hoa của nó là màu đỏ đô này. Và cái viền của nó viền vàng rất là đậm đà. Dòng này thì chắc chắn anh chị là hoa nở quanh năm rồi ạ. Và một chậu sô-cô-la hôm nay em xả cho anh chị 130.000 một chậu. Anh chị mua một đôi là 250.000 một đôi ạ. Cái giống lần này thì nó đẹp hơn là cái giống sô-cô-la nâu kia. Em thấy là hoa nó sáng hơn. Và cái này em còn ít, 250.000 một đôi nhá. Đồ mỡ gà của Thái nhá, em còn duy nhất 3 giò này. Giò này giò cam 1 này. Thân vuông, lá dày rất là đẹp. Và cây của nó thân tơ, cam 1 120.000. K5, cây này to hơn, 140.000, mã K5, kiểu mỡ gà. Mã K9, 140.000. Mã K9 kiểu mỡ gà, mầm lên rất là đẹp. Đấy ạ, còn có 3 giò kiểu mỡ gà này thôi ạ. Kiếm đỏ Thái ạ. Những cái bụi kiếm đỏ Thái hôm nay thì rất là nhiều tép. Cái này thì anh chị có thể trồng một chậu khủng, hoặc là anh chị có thể là tách ra để trồng thành nhiều chậu nhá. Cái dòng này kiếm đỏ, bông đỏ đậm và vòi rất là dài. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị giống chuẩn của lô kiếm đỏ này với giá chỉ có 120.000 một chậu thôi ạ. 120k một chậu kiếm đỏ. Dáng hương mặt trời sunset đỏ ạ. Dòng này là hoa của nó là màu đỏ đậm. Và như anh chị đã nhìn trên màn hình này, cái bông hoa của nó này, cái này loại này trồng càng nâu nhá, vòi hoa nó càng dài nhá.
Mà đây là một trong những cái dòng giáng hương mà hoa nở quanh năm, rễ non của nó nhiều cây cũng đang bật này. Hôm nay về cái lô này lá xếp cực kỳ là đẹp luôn anh chị ơi. Cây đẹp lá mướt. Và em chia sẻ anh chị một cái chậu sunset đỏ như thế này với giá là 130.000 ạ, 130.000 đồng một chậu ạ. Hỏa hoàng cam ạ, cái dòng này là cái dòng hoa màu cam lửa nhá. Hôm nay em về toàn bộ là dề mẹ con. Bình thường cây hỏa hoàng cam thì nó sẽ là cây đơn thôi. Còn đây là cây mẹ con này, một mẹ nhiều khi nó bồng 2 3 4 con là bình thường anh chị ạ. Đây. Như cây này là bồng 2 con lớn này. Hỏa hoàng cam lần này đẹp lắm, đẹp nhất trong tất cả các lô ấy anh chị ạ. Cây này nhiều con lắm. Và hôm nay thì em chia sẻ với anh chị một cây hỏa hoàng cam, một mẹ bồng nhiều con như thế này với giá là 140.000 một con nhá. 140.000 một chậu. Cái hỏa hoàng thì bình thường cây nó nhỏ thôi nhưng mà hoa của nó thì lại rất là rực rỡ. Đấy, rất là rực rỡ ạ. 140 một chậu hỏa hoàng cam. Dendro trắng ruby ạ. Dòng trắng ruby này là dòng dendro hoa trắng tinh. Và cái loại này trước đây anh chị mua là người ta sẽ bán theo thân, tính thân, đếm thân, tính tiền đấy ạ. Hôm nay thì em có một cái lô hàng này về, chậu của nó siêu nhiều thân. Và giá hôm nay thì rất là rẻ thôi ạ. Một chậu trắng ruby như thế này bên sau em đang bán chỉ có 300.000 một chậu thôi ạ. 300.000 một chậu trắng ruby nhá. Hoa của nó màu trắng tinh. Và nếu mà so với đùi gà trắng thì đây nó cũng là một cái dòng hoa đột biến đấy anh chị ạ. Hoa thì thơm, rất là thơm. À, hoàng hồng ạ. Những cái cây hỏa hoàng hồng ngày hôm nay này, cây mẹ bồng cây con. Tất cả những dề này đều là mẹ bồng con. Cây rất là đẹp anh chị ơi. Hỏa hoàng hồng thì cây nó to hơn hỏa hoàng cam rất là nhiều. Và nó sai hoa lắm ạ. Nó nở thành từng chùm trên thân. Và cái lô này em thấy nó đang sưng nụ nhá. Đang sưng những cái mắt nụ ở trên những cái nách này này. Đấy. Và em bán cho anh chị một cây hỏa hoàng hồng hôm nay chỉ có 150.000 thôi ạ. Rất là đẹp, rất là rẻ. Lăn quân tử nhà em lại về thêm một lô hàng nữa này anh chị này. Đấy. Cái lô quân tử hôm nay cây của nó khá là đẹp đấy ạ. Cây nó nhất là cây to, đẹp, cây trưởng thành. Và cái lan quân tử này hoa của nó nở thì nó như từng chùm những cái quả tú cầu ạ. Nó nở ở trên ngọn này này. Hoa thì rất là đẹp. Và loại quân tử thường có màu đỏ này, màu cam, màu vàng này. Cái lô này thì nó cũng có thể là sổ ra nhiều màu đấy anh chị ạ. Và hôm nay thì em xin phép chia sẻ cho anh chị một cái cây quân tử như thế này. Nó còn là một cái cây phong thủy rất là tốt nhé. Thu hút tài lộc. Và thứ hai nó là cái cây mà thanh lọc không khí ạ. Cây này em thấy ở trên mạng người ta có một số những thông tin về cây quân tử rất là đẹp. Và hôm nay thì em xin phép chia sẻ anh chị một cây quân tử to như thế này với giá 85.000 đồng một cây ạ. 85k một cây thôi nhanh nhá. Đấy, rất là đẹp quân tử. À, kiều vương đột biến nha, lại về thêm này anh chị này. Hàng hôm trước thì đã hết rồi đấy anh chị ạ. Chậu hôm nay thì cũng là thuộc cái dòng chậu nhiều thân, cây cao to khỏe. Nó là một trong những cái dòng kiều mà sưu tầm hoa rất là đẹp. Hoa độc lạ, hoa tròn, bầu và hoa trắng tinh. Hôm nay em chia sẻ cho anh chị một chậu kiều như thế này với giá chỉ có 220 thôi ạ. Nếu anh chị mua những cái chậu kiều mà cách đây 2 3 năm trước á thì anh chị chỉ sưu tầm được những cái chậu mà nó bé xíu mà như thế này mà đã rơi tầm 300 rồi anh chị ơi. Đợt này kiều giờ nó rẻ hơn đấy ạ. Chậu to này có 220.000 rất là đẹp. Kiều đột biến ạ. Dendro xuân 5 cánh trắng nhá. Hôm nay em có về cái lô dendro xuân 5 cánh trắng này, mặt hoa anh chị này. Nở hoa đây. Bông của nó rất là căng, rất là đẹp. Hoa thì lại rất là thơm luôn. Trắng này, 5 cánh trắng, họng vàng nhá. Và cái họng mắt của nó đỏ đỏ ở phía trong này anh chị này. Nhìn kỹ cho em khuôn bông nhá. Và thi thoảng cũng có một số bông nó sẽ có hơi cái viền tím tím chớp ở bên cạnh. Đấy. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị cái giống này là cái giống hàng Tết năm ngoái. Bán được rất là chạy hàng luôn. Nhưng mà tầm này anh chị mua là sẽ là mua để làm giống ạ. Bởi vì qua cũng qua cái mùa hoa của nó rồi. Và hôm nay thì một chậu này nó trung bình sẽ từ 4 đến 5, 6 thân. Chậu 4 thân thì em thấy nó cao đều nhau. Còn 5, 6 thân thì cả những thân kèm những thân ngắn nữa. Thân thì rất là mập và cây cao nhá. Giá hôm nay em chia sẻ cho anh chị một cây dendro 5 cánh trắng chỉ có 85.000 thôi ạ. Chỉ có 85.000 một chậu thôi. Anh chị nào hôm nay mua combo 2 chậu em sẽ tính với giá là 150.000 được 2 chậu nhá. Dendro 5 cánh trắng ạ. Hoa rất là thơm. Dendro nắng hôm nay nhà em lại về tiếp tục thêm anh chị nhá. Và hôm nay thì tất cả những sản phẩm dendro nắng này nhà em vẫn có chương trình là mua 10 chậu tặng thêm một chậu và miễn phí ship ạ. Đấy, và hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị chi tiết từng loại cũng như đính kèm cho anh chị màn hoa. Trước tiên là cây đa răng xưa. Đa răng xưa mà để nói so với cái holo hôm trước thì cây đợt này thì khá là đanh hơn. Bởi vì thứ nhất là cây có những cây đứng ngọn rồi và cũng có cây đang nhú cả nụ cơ. Lô hôm trước thì cây của nó còn chưa đứng ngọn, cây hôm nay đanh và đẹp lắm ạ. Đa răng em bán 60.000 đồng một chậu. Cái đa răng này thì được đi thi triển lãm hoa lan nhiều lắm. Trước đây thì nó là cái dòng khá là hiếm mà bây giờ nó phổ thông hơn. Tiếp theo là cây vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ hôm nay vừa này anh chị này, cây của nó mập mạp đẹp và cây của nó đứng ngọn. Và cái dòng vàng lưỡi đỏ thì hoa rất là thơm. Cả nhà ơi nhìn tình trạng cây cho em nhé. Cây rất là đẹp. Vàng lưỡi đỏ em bán cũng 60.000 đồng một chậu.
Bà liễu xưa hoa thơm ạ, một trong những dòng Dendro nổi tiếng, một trong những dòng gọi là quốc dân của các dòng Dendro đây ạ. Và bà liễu xưa ạ, tình trạng cây mập ú và rất là đẹp. Tình trạng cây đây, ở nhà này. Cũng có cây thì đây, cao vút như thế này. 60.000 đồng một chậu bà liễu xưa hoa thơm. Tiếp đến là nắng 4N ạ, nắng 4N. Cái nắng 4N hôm nay ạ, cả nhà nhìn hộ em tình trạng cây này, thân của nó cũng rất là mập mạp. Và nắng 4N hôm nay em bán 60.000 đồng một chậu nhé. Cái nắng này thì bông rất là to. Cây 4N nắng là rất là to. Đây cũng có chậu lùm lùm này, rất là nhiều thân này. Nắng 4N 60.000 đồng một chậu nhé. Này cây của nó cũng có phát sinh những chậu nhiều thân lắm ạ. Hoán long đỏ, hoán long đỏ cánh xoắn ạ. Cái hoán long thì lần này em lấy là hàng nụ. Nhưng mà cũng chia sẻ thật với mọi người tại sao em Nhung bán chuyên hàng lá. Bởi vì có khách hàng thì yêu cầu nụ, nhưng mà nụ đây, ví dụ như là có thể về đến tay các bác là nụ thì cũng có một số bông nó sẽ bị ảnh hưởng là thui hoa nhá. Đấy, kể cả về đến em như thế, nên là lý do tại sao là bây giờ em sẽ chỉ bán hàng lá thôi. Còn hàng nụ thì em sẽ không bán, đúng không ạ? Đấy, hoán long lần này thì cây cũng có rất là nhiều thân, rất là đẹp. Tuy nhiên thì đây, ví dụ có những cái nụ thì ở chỗ em thì rất là ok. Còn không biết là vận chuyển đến các bác nó bị thui không, bởi vì em cũng có một số cây nó bị thui thế này. Có nụ thì vẫn nguyên lành. Đấy. Đồng giá 60.000 một cây hoán long đỏ cánh xoắn. Si quai hoa thơm đấy ạ. Cái dòng si quai này thì hoa thơm khỏi bàn luôn, mà vòi này rất là dài. Chậu si quai nhà em rất là nhiều thân ạ. Si quai hôm nay về, nhưng mà hôm trước về 20 chậu cơ, nhưng mà khách đặt 10 chậu ấy ạ, nên là số lượng bây giờ chỉ còn dư 10 chậu thôi. Và si quai hôm nay rất là đẹp, 60.000. Bò blue này. Bò blue lá mít, cây to cao mập khỏe, cây đứng ngọn. Các anh chị nhìn hộ em tình trạng cây ạ, rất là mập, rất là đẹp. Bò blue 60.000 đồng một chậu. Tím lavender, bông bầu cánh tròn rất là đẹp. Bông này bông mới nở, khi nở căng ra thì cái này thì nó sẽ tím đậm hơn. Và hoa của nó đây rất là sai bông. Cây tím lavender thì thường lá chân nó hay bị rớt lá chân một chút nhá. 60.000 đồng một chậu ạ. Kinh 10 bích, hoa tím đậm cánh xoắn rất là đẹp. Đây cho anh chị ngắm qua cái khuôn bông của nó này. Kinh 10 bích đây, hoa đẹp cực kỳ luôn, lưỡi trắng. Cái kinh 10 bích này em còn vài giò, và cây của nó thì rất là mập, rất là cao. 60.000 đồng một chậu. Cái này cũng là cây lavender này. Đây, lavender đây. Lavender bông tím đẹp chưa? Lavender đấy ạ, 60.000 một cây lavender như thế này. Tiếp theo là kinh hổ mang. Kinh hổ mang em còn có duy nhất 3 chậu, cao to đẹp trai như thế này. 60.000 đồng một chậu kinh hổ mang nhé. Vàng tia đây ạ. Vàng tia, thân cao mập khỏe, 60.000. Vàng tia, 60.000 đồng một chậu vàng tia. Thiên lan, hoa vàng lưỡi đỏ ạ. Dòng này thì hoa rất là đẹp. Nó cực kỳ là đẹp luôn, thiên lan đây. Vàng lưỡi tím ạ, tím đậm luôn. Thiên lan 60.000 đồng một chậu thiên lan. Cây này hơi lùn một tí nhá, dòng này thế á. Sinh caron, hoa đẹp, tím xoắn 60.000. Tím sao biển còn 2 chậu cũng 60.000 đồng một chậu. Cây tím sao biển cũng hay bị rớt lá chân này. Uragwan còn vài chậu, Uragwan cũng 60.000 nhá. Uragwan cây tơ. Dendro tím đậm, hoa thì vòi dài siêng hoa, 60.000 đồng một chậu tím đậm, thân rất là mập, 60.000. Dendro tím cánh tròn, hoa tím đậm, tím lịm luôn cả nhà ơi. Em cho anh chị xem mặt bông của nó này, anh chị này. Bông hoa của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, khuôn bông của nó đây. Tròn trịa. Rất là siêng bông. Và hôm nay thì hàng này em sẽ bán có hai mức giá nhá. Những cái chậu 2 thân như thế này. Đấy, và có chậu 3 thân. Hàng 2 thân thì em sẽ thanh lý cho anh chị chỉ có 90.000 thôi. Và mọi người lưu ý này. Mùa này đang là mùa hè đấy. Nên là hàng nụ hoa tầm này gửi đi là sẽ không được an toàn cho lắm. Nên những cái cây gửi đi á, có thể đến nơi các bác nó bị thui hoa hoặc là bị tàn hoa thì anh chị hết sức thông cảm. Bởi vì những cái hàng này á, thông thường là em sẽ bán giống thôi. Còn nếu vào thời điểm Tết hay vào thời điểm đầu xuân thì em sẽ bán có thể là hàng hoa của nó nở chuẩn mùa. Còn bây giờ là mùa cuối mùa của Dendro xuân rồi ạ. Nên là những cái bông hoa này còn sót lại thì bông hoa của nó có thể là bị thui hay bị ảnh hưởng do thời tiết ngoại cảnh nữa, thì anh chị thông cảm. Hôm nay em sẽ thanh lý cho anh chị này. Chậu tầm 3 thân như thế này này là 100. Còn chậu 2 thân như thế này em bán là 90.000. Em cũng đã tham khảo ngoài thị trường rồi. Riêng họ bán cái loại 3 thân đã là 150 rồi. Và cái loại 2 thân cũng rơi tầm 130, 140. Nên là cái giá này thì kể cả anh chị ạ có hoa hay là thui nụ hoa, nó đã rất là rẻ so với giá ngoài thị trường rồi ạ. Đây mầm gốc của nó này. Về anh chị chơi xong anh chị làm cho em cái mầm gốc này nhá. Đó. Cũng có nụ nó già thì nó có thể phát triển, nó vẫn nở hoa như bình thường. Nhưng nụ nào mà nó non quá là sẽ bị thui hoa như thế ạ.
Em còn ít thôi ạ. Đây là dendro tím cánh tròn, bông bầu rất là đẹp. Brass phượng hoàng lửa. Để mà nói cái chậu brass ngày hôm nay nó phải to gấp mấy lần cái loại mà hôm trước em bán cái loại size bé anh chị ạ. Lô hôm nay phải nói là quá là chất lượng, quá là VIP luôn. Dòng này thì hoa nó thơm và dòng này hoa rất là bay nhá. Cánh gọi là nó là bay 24 giờ luôn ạ. Đây là chậu size to. Cả nhà nhìn ngắm cho em này, chậu size to này. Hôm trước em bán cái loại chậu size bé bằng chưa bằng một nửa thân ở đây mà đã rơi tầm 120-130 một chậu rồi ạ. Hôm nay thì cái brass phượng hoàng lửa hàng này hàng to, size lớn này. Em để cho anh chị với giá là 180 nhá, 180.000 anh chị có một chậu brass rất là đẹp rồi. Hoa thì khỏi bàn, hoa màu vàng lưỡi đỏ ạ. Size to. Dendro xuân tím đậm. Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị những cái chậu này chủ yếu là làm giống nha anh chị nhá. Bởi vì giá tiền nó rất là rẻ thôi ạ. Bông hoa hôm nay thì một số bông nó đang bói ra anh chị này. Đấy, rất là đẹp. Hoa này khi mà mới nở ấy, nụ của nó tím lịm, cánh sáp rất là đẹp và rất là bền hoa. Và hôm nay thì một cái chậu cốc giống này thì cây của nó cao thì chưa đến một gang tay đâu, nhưng mà chậu thì nó cũng khá là nhiều mầm anh chị ạ. Em để cho anh chị với giá là 65k một chậu thôi. Hôm nay chỉ có 65.000 là anh chị có một cái chậu dendro xuân hoa tím đậm. Dòng này là chia sẻ giống cho anh chị nhá. Hoa nó rất là thơm đấy anh chị ạ. Đây, hoa nó size lắm. Năm ngoái em bán cái hàng này hàng cốc to, nhưng mà cốc to của nó thì hàng rất là nhiều thân thì nó đắt hơn. Nhưng hôm nay thì chia sẻ giống anh chị những cái cây hoa cánh sáp như thế này 65.000. Đấy, anh chị có thể sưu tầm 2-3 chậu tùy thích ạ. Cắt King Koran đổi màu. Về một lô hàng mới toanh anh chị nhé. Hôm trước King Koran còn một chậu em đã thanh lý bán nốt rồi. Hôm nay cái lô King Koran này về này, thân to, mập khỏe. Dòng này là một trong những cái dòng phải nói là rất là thơm. Cái lô King Koran hôm nay em để cho anh chị với giá chỉ có 220.000 thôi ạ. Ai mua cái King Koran từ cái hồi đầu tiên nó sẽ là một cái chậu này là 250, từ cái hồi đầu mà em bán cát đấy ạ. Đấy, như hôm nay thì chỉ có 220, một cái lô rất là bự, rất là nhiều thân. Còn sang bên đây là cây chớp ngọc ba màu ạ. Chớp ngọc ba màu là một cái dòng cát hoa cánh chớp và hoa rất là thơm. Dòng này thì siêng bông. Lô này cũng có rất là nhiều cây đang có mèo này cả nhà này. Chớp ngọc ba màu lần này đang có mèo rất là nhiều này. Đây là dòng chậu to, size to và em bán là 200.000 đồng một chậu chớp ngọc ba màu nhá. Riêng cát thì có chương trình là mua 3 chậu miễn phí ship ạ. Cát trắng lưỡi tím ạ. Cái dòng cát trắng này là dòng cát bông đại nhá, hàng cát một lá bông lớn. Và cái lô trắng lưỡi tím hôm nay về thì cây rất là to. Hàng này hôm nay em cũng để cho anh chị giá yêu thương ạ, chỉ có 130 một bụi, chứ bình thường những cây trắng lưỡi tím mà bụi to này là thường là 150 đấy anh chị ạ. 130 một bụi cát trắng lưỡi tím, rất là đẹp. Heo xanh, lô heo xanh thì rất là nổi tiếng từ trước đến giờ rồi. Nó là một cái dòng cát mà trước đây người ta bán theo tép cơ anh chị ạ. Và cái lông heo đợt này thì về cũng khá là nhiều thân nhá, cây cũng đang có mèo ạ. Em bán là 170.000 đồng một cây lông heo xanh, hoa màu xanh và họng tua rua rất là đẹp. Sang bên đây là cây cát đỏ mít Đài Loan, cam đỏ mít Đài Loan ạ. Anh chị đã nghe cái dòng này chưa? Dòng này thì hoa của nó màu cam lửa, rất là rực rỡ luôn. Anh chị nhìn cái bát hoa ở trên màn hình này, bông nó vừa to vừa đẹp. Loại cam đỏ mít Đài Loan, hàng này thì hàng chậu to anh chị nhá, 220.000 đồng một chậu cam đỏ mít Đài Loan. Tiếp đến đó chính là cây đỏ mắt mèo ạ. Cái đỏ mắt mèo này thì hoa của nó đây anh chị ơi, anh chị nhìn cái hoa của nó này, rất là siêng bông. Và cái chậu này cũng là bầu size to này cả nhà này. Tuy nhiên thì dòng cát này nó không cao được như những loại kia. Đó, cũng là bầu size to hơn đấy ạ. Em bán là 180.000 thôi nhá. Cả đỏ mắt mèo là 180. Hắc tùng đỏ ạ. Ai mà chơi lan cát thì không thể biết đến ở cái dòng hắc tùng này. Đây là một trong những dòng lan cát lây ra bán với số lượng nhiều của shop nhà em. Và đây cái lô hắc tùng ngày hôm nay anh chị nhìn hộ em này. Chậu của nó khá là nhiều giả hành và thân của nó khá là nhiều anh chị nhá. Cái hắc tùng đỏ bình thường á, nó chỉ lơ thơ vài thân thôi và thân nó rất là bé. Em nhập những cái lô trước đây, nhập cái lô hàng bé rồi. Em nhập nói thật là bán một lô mà em không muốn lấy lần nữa bởi vì cây của nó quá nhỏ. Nhưng khi mà em nhập cái loại to hơn thì gần như là khách hàng thích rất là nhiều. Bởi vì chậu của nó to trưởng thành và lô đợt này cây nó đẹp lắm anh chị ạ. Mầm miếc em thấy rất là khỏe khoắn. Em bán là 200.000 đồng một chậu thôi. Riêng hắc tùng đỏ trên thị trường người ta bán chậu to lại khá là đắt tiền đấy ạ. Tiếp theo là còn duy nhất 3 chậu, đây là cát tím Đài Loan. Dòng tím Đài Loan này là dòng cát bông to, hoa tím đậm nha anh chị nhá. Đây ạ, chậu này chậu size to đây ạ. Cát tím Đài Loan, 200k một chậu tím Đài Loan. Cát hồng phấn ạ. Dòng này thì cây của nó giả hành thì cũng nhiều thân nhưng cây của nó lùn nhá. Dòng này bản chất cây nó lùn. Và đây cây cát hồng phấn của anh chị đây ạ. Nhiều thân, nhiều giả hành. Hàng này nhà em có duy nhất 5 chậu thôi ạ. Hồng phấn đơn này cây to, khỏe khoắn, 200.000 đồng một chậu. Và sang một bên, sang bên đây, đó chính là một cái loại cát rất là được anh chị yêu thích.
Cát này cây của nó rất là to, nhìn bề ngoài của nó thì đã rất là ưng cái chậu rồi. Và chưa kể nói đến man hoa của nó là màu trắng tinh khôi với cái họng của nó màu vàng. Nó còn gọi tên là cây trắng nhất điểm nha anh chị nhá. Đây em nhắc thử cho anh chị một bụi trắng nhất điểm xuống cho anh chị xem này. Thứ nhất là chậu của nó size to và thứ hai là mầm lên rất là đẹp luôn. Trắng nhất điểm em bán là 200.000 thôi. Riêng cái chậu trắng nhất điểm này em tham khảo trên thị trường người ta bán rẻ cũng phải 100-220. Còn đâu đó cũng có nơi người ta bán 250. Đó. Tiếp nữa sang bên đây đó chính là cây Taiwan Gold ạ, dòng cắt Đài Loan và hoa rất là to, rất là đẹp. Cái dòng này hồi đầu em nhập ạ, rất là cao luôn. Cái hồi đầu em nhập Taiwan Gold giá cao cực kỳ. Giá bán lẻ ra hồi đầu tiên đã là 220.000 rồi. Nhưng dạo gần đây thì em tìm được một cái nguồn nó ổn định hơn và cái giá thành nó mềm mại hơn ạ. Một chậu Taiwan Gold to đẹp như thế này có giá chỉ có 180.000 thôi. Hoa nó màu vàng, lưỡi đỏ, cánh chớp đỏ rất là đẹp luôn. Lô này đẹp nên là em lấy nhiều nhá. Đợt này thì anh chị không bị nhỡ hàng đâu ạ. Mọi phiên toàn bộ bị nhỡ hàng của cây Taiwan Gold này rất là nhiều. Sang bên đây nữa thì đây đó chính là cây Kinh Công Đỏ ạ. Cát Kinh Công Đỏ là một dòng cát hoa màu đỏ và bông to. Dòng cát bông đại Kinh Công Đỏ đây. Rất là nổi tiếng trong giới lan cát ạ. Chậu này cũng là giống size to, nhiều thân. Cát Kinh Công Đỏ này em cũng bán là 200.000 đồng một chậu. Nhớ là mua 3 chậu miễn ship nhỉ. Và tiếp theo thì sang bên đây thì em có một số mã cát tiếp theo là cát Khổng Tước Đỏ. Dòng Khổng Tước Đỏ này thì hoa chùm nhá. Bụi của nó rất là nhiều thân và sai hoa. Dòng này hoa thơm nhá. Khổng Tước Đỏ này đã từng ra hoa nhà em rồi. Bụi to như thế này em bán với giá là 130.000 đồng một chậu Khổng Tước Đỏ. Tiếp theo là cát Đỏ Son hay là đỏ Ấn Độ, bởi vì hoa của nó cánh sáp như là son môi á. Cái màu đỏ này này, nó đỏ như đỏ son môi á, nên người ta gọi là đỏ son. Và cây của nó cũng là thuộc dòng nhiều thân. Em bán là 130.000 đồng một chậu cát đỏ son nhá. Mầm khỏe chưa? Cát đỏ son này cũng rất là đẹp luôn, 130. Cát vàng môi son hay là cát tú cầu vàng ạ. Ai chưa nghe đến cái dòng cát này thì hôm nay ạ sở hữu lấy một chậu cho em, bởi vì chậu nó quá là nhiều thân luôn, rất là đã luôn. Vàng môi son bình thường những cái lô trước thì nó cũng ít thân thôi, nó không được nhiều cỡ này đâu ạ anh chị ạ. Đấy, đẹp chưa, nhiều thân. Dòng này hoa chùm như quả tú cầu vàng á. Em bán 130.000 đồng một chậu. Tiếp đến là cát Ông Trời Lửa. Cái dòng cát Ông Trời Lửa là cái dòng cát mà hoa của nó màu đỏ rực rỡ luôn á. Màu đỏ rực rỡ và hoa cực kỳ là đẹp. Ông Trời Lửa này em bán với giá là 130.000 nhá. Ông Trời Lửa. Tiếp theo sang bên đây đó chính là cát Red Đỏ. Cát Red Đỏ. Red Đỏ là cái dòng cát mà hoa của nó như màu đỏ đậm. Màu đỏ đậm. Đây ạ, cây tơ mầm tơ rất là đẹp. Red Đỏ này em bán 120 thôi ạ, 120. Vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ bông đại. Đây là cái lô vàng lưỡi đỏ này em chỉ còn duy nhất tầm vài chậu thôi ạ, là hết hàng. Vàng lưỡi đỏ bông đại này em bán với giá là 130.000. Và cuối cùng thì em xin phép giới thiệu cho anh chị đến cái dòng cát lá mít rất là đẹp nữa. Đó chính là cây New Hammer. Đấy, dòng cát này là dòng cát hai lá, lá mít. Dòng này thì vận chuyển nhiều khi thì nó đi xa, nó không tránh được cái việc mà nó rất sát, nó dập tí lá nha anh chị nhá. Nhìn tổng quan thì cây rất ok, còn nếu mà anh chị mà nhìn kỹ thì nói thật là nó sẽ cũng sẽ bị dập dàm một chút xíu lá. Nhưng mà lô này cây của nó đang lên mèo khá là nhiều đấy anh chị ạ. Đây là cái mèo của nó, đây. Cái loại này lên mèo là nó sẽ đậu hoàn toàn nha anh chị nhá. À, cái cây này này, đang lên mèo này. Riêng cái cây New Hammer này, mèo của nó rất là đậu luôn. Hôm nay em tìm ở trong lô cũng có cây nó mèo nó đậu xong nó còn phát sinh hoa rồi cơ. Đấy, một chậu New Hammer hôm nay em sẽ để cho anh chị là 160.000 thôi. Cái lô này rẻ đấy anh chị ạ. Cái lô trước là 180 đấy ạ. Lô này có 160.000 thôi ạ. New Hammer đợt này rất là rẻ. Nên anh chị tranh thủ đi, có những lô mà em nhập được giá thành nó vừa tiền hơn thì mọi người cố gắng mà sưu tập nhá anh chị nhá. Đấy, vừa rồi là tất cả những sản phẩm hoa lan cát hôm nay nhà em có nhá. Anh chị đặt hàng mã nào thì anh chị nhắn tin trực tiếp hoặc là gọi điện cho em ạ. Mua 3 chậu cát đã được miễn ship rồi ạ. Em còn vài con đai châu hồng blue anh chị nhé. Cái con đai châu hồng blue này thì cây khá là đẹp và cái mặt hoa thì rất là xinh nhé. Cái loại này là hoa mới. Và hôm nay thì em chia sẻ với anh chị một cái cây hồng blue này với giá là 130. Hôm nay em xả hàng nhé, 130 một cây hồng blue.
cây to và năm vừa rồi ra hoa rất là đã luôn ạ. Đai châu lai, một trong những dòng đai châu thân lá rất là đẹp và hoa nở quanh năm. Em có hai cây đai châu lai siêu to đùng này. Đây là em đang quay ngược sáng anh chị ạ. Nhìn nó rất là to. Cây to đây. Và em bán 350.000 một cây nhá. Cây đai châu lai mình cứ treo như này nó cũng phát triển dễ bình thường. Và hoa nở của nó hoa chỉ thiên, hoa trắng, đốm tím, thơm và rất là đẹp. Đen rũ mắt đen. Em xả hàng nha anh chị nhá. Chậu của nó rất là nhiều thân ạ. Anh chị nhìn cái bông hoa của nó chưa? Đây bông hoa của nó nở này. Màu hồng cánh sen, còn mắt của nó mắt nhung đen rất là đẹp. Hàng này là hàng lúc mới về em bán 180, hôm nay em sale anh chị 120.000 thôi. Bây giờ tầm này nó đang lên mầm đẹp ấy. Em xả cho anh chị được dọn cái lô hàng này, em nhập lô hàng mới nhá. Đây chậu của nó khá là nhiều thân tơ ạ. Tầm này thì dễ chăm, dễ trồng và dễ sống ạ. Dendro lá biên phát tài ạ. Anh chị ngắm hộ em những cái cây dendro lá biên phát tài ạ. Đây ạ. Cái này dòng này là hoa của nó biên cả lá và biên cả màn hoa nhá. Cây của nó sẽ có hai cái mầm tơ cao lên như thế này. Và năm ngoái đây hoa rất là sai. Thậm chí là những cái kia đang mới lên nó cũng lá biên này. Viền biên rất là đẹp. Để em cho anh chị xem cụ thể trực tiếp luôn cái lô lá biên ngày hôm nay này. Đấy. Dòng này ngày xưa nó là chơi kiểu thân lá, chơi phong thủy. Người ta hay chơi cái dòng lá biên. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu hai mầm dài như thế này. Còn những cái thân già thì mình không tính nhá. Đây những thân già năm ngoái. Đây, hai cái mầm rất là cao như này em bán lá 200.000 đồng một chậu lá biên. Dòng này hoa rất là đẹp, rất là sai bông ạ. Anh Thảo đùi gà dẹt ạ. Những cái chậu đùi gà dẹt hàng thuần vườn sẵn rồi. Về anh chị vì chỉ việc treo lên và chơi thôi. Đấy, gà dẹt ngày hôm nay thì chậu rất là đẹp, rất là nhiều thân tơ. Và em xin phép chia sẻ anh chị có 170.000 đồng một chậu đùi gà dẹt ạ. 170 ạ. Cả nhà ơi, lâu lắm rồi em mới về cái lô hồng nhạn này cả nhà này. Hoàng nhạn, hồng nhạn khác nhá. Đấy, cái này là hồng nhạn ở rừng Ninh Thuận. Nhưng mà hôm nay lấy là lấy hàng thuần, bởi vì cái hàng rừng bây giờ nó không có. Chậu nó trung bình sẽ là hai cây như thế này. Em bán cho mọi người 90.000 một chậu. Đấy ạ, một chậu trung bình nó sẽ là hai cây. Hàng rừng ghép lên nhá. Hàng rừng ghép lên 90k. Hồng nhạn nhá. Dòng này hoa rất là thơm. Em có một cái lô hàng mới về của cái dòng lai giữa cửu bảo tiên và cây vanda anh chị nhá. Cây này cây cửu bảo tiên lai với vanda. Và mặt hoa thì rất là thơm. Hoa nở quanh năm, hôm nay thì em có 5 hình để cho anh chị sưu tầm. Đây em quay xa cho anh chị xem này. 5 hình. Đây là mã số 1 này, một mẹ đẻ ra hai con này. Con này em bán cho anh chị là 170.000 này. Con này chiều cao của nó đây, 1 2 3 3 gang rưỡi. Con số 2 này, con này cây đôi. Con cây đôi này 200. Con số 3 cũng là một mẹ một con. 180. Con số 4 siêu to đùng luôn, dài cao 230.000. Con này phải cao phải 8-90 cm này. Đẻ ra một con đây, một con đây nữa này, 230 này. Và con số 5 này cũng 180.000. Con này cũng cao, 180. 5 cây ạ. Mèo cam hay còn một tên gọi khác là cây cam lửa. Mèo cam thì em sẽ có hai loại. Đây là loại bụi to và hàng đang nụ. Em có một loại bụi size nhỏ hơn và loại đấy thì hàng chưa có nụ hoa. Nhưng mà cái bụi to hôm nay phải nói là quá trời là vĩ đại luôn anh chị ạ. Cái bụi mèo cam này đẹp thật đấy. Phải nói là nó quá trời nó to. To hơn hàng Tết rất là nhiều. Em bán 200.000 đồng chậu mèo cam thôi. Mua 3 chậu được miễn ship. Và tí em sẽ giới thiệu sang cái loại size nhỏ hơn. Nó chưa nụ, chỉ có 150. Và đây là sô-cô-la đỏ, nâu đỏ nhé. Sô-cô-la này là hoa thơm này. Cái loại này thì cây của nó có thể phát triển ngồng dài đến hàng mét được nhé. Dòng này thì hoa rất là bền. Đợt này thì em thấy là đa phần là hai nụ hết anh chị ạ. Cái sô-cô-la màu nâu đỏ này, sô-cô-la màu nâu đỏ này em bán là 200.000 đồng một chậu ạ. Đây cả nhà ơi, nhìn tình trạng cây này. Cây nụ lên rất là đẹp, 200k. Dòng này hoa thơm, sai hoa. Em thanh lý mấy cái cây Acco nhá. Acco này màu hoa rất là đẹp đấy. Chẳng qua là em còn ít em thanh lý thôi anh chị ơi. Đây bông hoa của nó đây, màu cam đỏ rất là tuyệt vời luôn. Hoa này thì cũng có một số cây sắp tàn hoa rồi á. Hoa nó nở quanh năm. Đây ạ, bông nó đẹp lắm, bông màu cam đỏ này. Em bán thanh lý 100.000 một cây nhá. 100.000 một cây như thế này. Hàng lá xét V. Hàng này giá cũ là 150, hôm nay em thanh lý dọn vườn 100. Lâu lắm rồi thì em không giới thiệu đến hoa tử đằng, bởi vì em cũng chuyên về hoa lan ấy. Lâu lắm rồi ạ. Thế là hôm nay tự nhiên ra vườn thì cái ngồng hoa của cái mầm của tử đằng nó lại lên phát triển dài quá rồi anh chị này. Đấy, đẹp chưa? Và cái tử đằng nó rất là khỏe, nó rất là dễ leo. Và kể cả những cái mầm này gửi đi á, nó bị gãy thì nó lại lên ở những cái mầm khác. Đấy, cuộn tử đằng trung bình nó sẽ rơi tầm khoảng 3 vòng như thế này anh chị nhé. Và cây này là hàng cây có bầu rễ nha anh chị nhé. Nếu anh chị là mới chơi ấy, thì anh chị lấy những cái bầu rễ này trồng là an toàn nhất, đảm bảo nhất. Và cái mùa này, cái mùa mầm của nó lên đẹp như này là anh chị mua là đảm bảo nhất.
Bởi vì tử đằng riêng cuối đông á, cuối đông là thường là nó chỉ nó là cuộn dây không thôi, và nó không có tí mầm nào. Như thế thì nó sẽ rất dễ là dẫn đến cái rủi ro là không biết là mầm của nó có lên không hay cây nó bị chột đấy ạ. Và hôm nay thì em vẫn chia sẻ anh chị một cuộn tử đằng này với giá là 170.000 một cuộn. Và anh chị mua 2 cuộn là sẽ là 350 miễn ship nhá. Đây em còn ít thôi, 350 miễn ship. Mua một cuộn là 170 ạ.